Oh, this is the iconic thing in Hanoi. Is that what you call it? The thing, technically? This is the famous roundabout, the fountain. Fountain with no water. So yeah, James Cabanas, mate. I didn't get change off that disabled woman before, so apparently she's there every week, so I can come back and see her. She's always around. So now what are we gonna do with your donation, man? One, we go for that woman in the red doing the lip squat. Well, this woman here looks pretty angry in the Aussie cobber hat. We need someone that has changed though. I don't know if these toys qualify as annoying, because James Cabanas did say he wants to support someone with an annoying toy. Alright, she's doing the bubbles, man. But at least she's putting in effort. This woman in the red's just doing nothing but sucking on a toothpick. Alright, she's doing a bit of spruiking. Okay, they both qualify, so we may as well split his donation. Unfortunately, we don't have Joanne with us, otherwise could buy one of these things. I might buy a Doraemon Slinky. I doubt she's got change. Cô bán này nhiêu? Đấy, 30.000. 30.000 rồi. Mà cháu không có tiền khói, không có tiền lẻ. Chú có rồi. Có, ok. Lấy một cái. Một cái. Có cần thắp sáng không ngay không? Không. Không à? Nếu mà cần sáng thì rút cái này ra, bấm đằng sau nó là nó lên đèn. Thế mà, cái này nó làm được. Cái này thế. Cái nào cũng vậy. Vâng. Cái này cũng cùng giá. Cũng cùng giá. Đây. Cái Doraemon không có rẻ hơn. Đây. Đây nha. Mở đây. Chứ cái này sao không có cái dây cô? Này nó đứt cái dây à? Đứt cái dây rồi. Đứt rồi, không bớt rồi. Này phải 27.000 chứ. Đứt cái dây cũng 3.000 rồi. Nào, để chú lấy đi. Không bớt à? Nó đứt cái dây cũng khó chơi à. Cầm cái này nó nghịch cái này. Thế à? Cái bị hư hỏng mà không bớt à. No discount. Okay, I don't know what we're gonna do with this. Tuần nào cô cũng bán đây à? Bán đây lời lắm phải không cô? Mau giàu ấy. Một tiền vé này mua cũng được bao nhiêu đâu chú ạ. Nó hỏng một cái là vẫn là lại trắng tay. Nghe này mua bán lời gấp 3 mà. Là đâu ra mà có. Cả tí, nó chỉ được một tí được thôi. Cháu ăn một cái cô mà bán mấy cái súng nó bắn bong bóng nói lời lắm. Bán ở gần cái đèn á. Vâng. Đây là 450 nha. Vâng. Đúng không? 407 mà. 407 biết rồi. Cái tim biết đủ tiền trả chú chứ. Yeah. Hết tiền lẻ có sao không? Hết tiền lẻ tôi vấn đề không? Chứ cô quê ở đâu? Quê tôi Thái Nguyên. Thái Nguyên à? Cũng gần đây mà. Đấy đủ chưa? Đủ rồi. Đủ rồi, thiếu 3.000 nè. Nãy nói 27.000. Thôi thì... Ok, cháu mua để ủng hộ cô nhé. Lấy hết tiền lẻ. Lấy hết tiền lẻ của cô rồi. Thì cháu nghĩ cái này là nó đem cái may mắn á. Vâng. Có không? Không có tiền lẻ. Con mèo từ tương lai. Không có tiền lẻ à? Cháu cho cô mượn tiền lẻ được không? Nè cháu cho cô mượn tiền lẻ đi. Cháu quay lại thu á nha. Bao giờ cô và chú quay lại lấy lại.
cháu quay lại trong 10 năm sau. Thế bây giờ chú quay lại là lấy tiền của chú à? Không, cháu quay lại 10 năm sau nhé. Thôi rồi. Mà cháu ủng hộ cô tiền lẻ đi, chứ không có tiền lẻ sao. Chút nữa có người mua có tờ 500 sao có được. Thôi chú cảm ơn đấy. Nha. Rồi thì cháu thích ủng hộ mấy người bán hàng ấy. Được. Được không? Được. Chứ cô tên gì? Hả? Cô Cải à? Cô Cải à? Ok. Cháu ủng hộ nha. Thì cháu thấy làm vất vả. Được không? Chú làm từ thiện. À, từ thiện. À, cháu gửi một 500 đi để trang trải đi nha. Cô Cải à? Từ Thái Nguyên à? Ok. Thì cháu cũng đi đồng đồng chơi à, cũng thích ủng hộ mấy cô á nha. Rồi cháu về nhá. Vâng, chú về. Mặt sao ngạc nhiên quá vậy? Ngạc nhiên dài gì có người nhà ủng hộ. Chưa ai cho à? Chưa bao giờ ai ủng hộ à? Bây giờ cứ đi làm rồi đồng nào ăn đồng ấy thôi. À thế à? Không thì cháu lập cái quỹ á, có mấy người theo đạo Chúa cũng hay ủng hộ cháu để tài trợ ủng hộ cho mấy cô. À. Thì cháu về trước nha, có dịp mốt gặp lại. Vâng, rồi. Cháu chào cô nhé. Chào, chào cô. Okay, they're usually in a bit of shock, man, because you know, like she said, not many people you know, you just earn whatever you earn by yourself. People aren't used to people aren't used to the handouts over here. Got this broken cat from the future. Maybe I'll just leave it here. I was hoping to see these local musicians. They played here last night. But unfortunately, not today. Not today, my friend. But I will leave a offering at the altar of culture and arts. Leave this Doraemon here. And yeah. Hopefully someone makes use of that. Alright, thanks to James Cabanas. Really let him down. His username is Laronus or Larinus. Laryngitis on YouTube. So look out for that dude. He's a member as well. He signed up for a membership. I don't know why, because I've been really lax in fulfilling my part of the bargain with Laronus. So apologies there, but yeah, I'm gonna try to get someone to go out to Hattin. It's really far, man. Like a lot of these you know, people that I visited was when I was just going all over the country. So now to return there, it's a little bit difficult. For example, the paralyzed girl hung in Thái Bình. It's like a 3-hour car ride from Hanoi. Hat Dinh is a lot further. So yeah, but I'll sort it out. I'm trying to get someone to like go out there and do some filming. To kind of split myself in two, like Michael Keaton in that movie, Batman, Multiplicity or something. But anyway, the sun is gone down, so we will. The lights have come on. So I'll bid you guys farewell from Hanoi. Quang Kim Lake. It's been refurbished, man. They put in new tiles. But yeah, I'll see you guys in the next video. Peace out.
from Hanoi. Alright guys, we're out here in Hanoi. It's about to rain. What's this balloon saying? I love brown. What the hell? I'm not a fan of brown. So let's turn right around. Got a few donations from James Cabanas, and I'm probably butchering his name, but sent me donations for the woman in the paralyzed woman in Hattin. Haven't been able to get out to her, and I think maybe she's passed away, because I got in touch with her old number. It's been passed on to her daughter, and she's been answering all my questions, but whenever the two times I asked about her mum, she just went radio silent. So not sure what is going on there, but you know, I have my suspicions that maybe it didn't work out. But yeah, he sent me the last donation was for $50, and he said to help someone out who's selling those annoying, some kind of annoying toys, like, you know, the woman selling the little drummer kit. Maybe I'll, you know, I've seen this woman before, although she's playing the music, so we don't want to get trapped in that, but yeah, it's quite a lot of stuff going on. It's just a plastic airplane. Right, I don't know, man. I'll talk to this little dwarf, see what's going on. Yeah. Bữa gặp ở trên đường gì á, nhớ không? Đi với cái có cái anh trai mà đẩy em á, nhớ không? Xong mua cái xiên thịt á. Hả? Cái đó là à, người quen. Là em trai à? Đó là em trai à? À, thấy em trai đó đang hút thuốc á, xong lúc nhớ không? Mua cái xúc xích á, nhớ không? Lúc ở trên kia mua cái cây xúc xích cho, nhớ không? Nhớ rồi. Đúng rồi. Tại lúc đó là sợ cho tiền, là có người nói là anh đó là người bảo kê em á. Không phải, giống nói là đừng có cho tiền mấy người này bảo kê, xong tiền cho em bao nhiêu là họ lấy hết à. Không có à. Yeah, em hả? Anh đi chơi à? Anh đi chơi. Nhớ rồi. Nhớ không? Nhớ rồi. Tầm một tháng trước á. Nhớ không? Làm đầu tiên. Làm cái nào đầu tiên. Chứ em ở đâu? Gần đây à? Dạ. Gần đây à? Ok. Đi chơi à? Lúc đó đi ngang đi chơi à? Em vui đi à? Cháu lại đi. Cảm ơn cháu nha. Cảm ơn nha. Cô đi nha. Cháu cùng đi ngang đi chơi à? À, đi chơi à? Mà em bán đây đến tối luôn à? Vâng ạ. Anh có Sài Gòn không em? Ở dưới Sài Gòn. Anh ra đi chơi xa nhờ? Xa. Thì ra đây cũng như là công tác á. Ủa chứ em năm nay nhiêu tuổi rồi? Em á, em 50. 50 à? Ôi. Năm 50 tuổi rồi. Vâng ạ. Ôi, thế rồi.
Rồi, nhớ không? Nhớ là bà biết là nhà mình đôi là không phải sao nè. Rồi, cái đó là em trai luôn à? Em trai ruột à? À, là giờ em trai như là lo cho chị à? Chứ tuần nào chị cũng bán ở đây. Dạ em bán rồi. Mà có vài tuần cuối tuần đi qua đâu thấy rồi. Em đi đây á. Nhiều lúc không thấy chị bán ở đây. Em bán đây mà. Mỗi tuần cuối tuần nào cũng bán đây. Cuối tuần này em bán đây mà. À, ok. Để nhìn chị trẻ tưởng nhỏ tuổi chứ mà sao lạc quan hay à, giống thấy lúc nào cũng cười tươi à. Chắc em ủng hộ mua miếng xương gòn không? Này kia trên Bắc kêu uống gì à, mấy này kêu uống gì à? Xương gòn à? Xương gòn à, 10.000 à. Hôm nay bán được nhiều không? É à? Ok. Dạ, khói được tờ 500 rồi. Không có tiền khói à. Không có tiền khói à. Không tệ, em cũng đang cần tiền khói á. Anh cứ tắm đi không sao đâu. À, mà em cần tiền khói á. Em thói được, chị thói được. Không có tiền khói à? Thì có gì em chắc em đi kiếm tiền khói xong em quay lại cũng được. Em quay lại sau nhá, kiếm tiền khói. Chứ không vậy cũng không ăn rồi chứ mua để ủng hộ chứ. Thôi kiểu cái gì đi kiếm tiền khói xong quay lại nha. Chứ chị bán đến mấy giờ? 10:30 à? À ok. Chứ cần chứ em quay chị á, xong kêu người ta kêu gọi cho chị được không à? Cháu hộ cái đi. À, cháu hộ à? Thế à? Ok. Thì thôi em đi lấy tiền lẻ xong quay lại nhá. Ok, chút xíu nó quay lại trước tối. Alright guys, so James Cabanas will give his donation later because I don't have change, man. I've just got these 500k notes. So I have to get the old coinage.